Em xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HHDC Auto, Salon Ô tô HHDC, địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay em Đức Hoàng lại đem đến cho tất cả quý vị và các bạn những người mà yêu những cái dòng xe Đức, BIM và Merc, một chiếc Merc C200 sản xuất năm 2014, đăng ký tháng 2 năm 2015, biển số Hà Nội, một chủ từ đầu. Và điều đặc biệt, cái chiếc xe này của em thì mới chạy lướt được có 49.000 km nha các bác nhá. Tương đương nó rơi vào tầm khoảng 30.000 mai. Đấy, thì chiếc xe có màu đen, nội thất kem. Thì em xin phép được quay một cái clip ngắn giới thiệu cũng như là báo giá chi tiết cho tất cả quý vị và các bạn cùng nắm được. Chiếc xe này thì bên em cũng có spa nhẹ lại và phủ cho chiếc xe một lớp ceramic rất là đẹp rồi. Đây, qua hình ảnh thì quý vị anh chị có thể cảm nhận được cái độ mới của chiếc xe. Đây là dàn lốp nguyên bản theo xe nhé các bác nhé, anh chị nhé. Vâng, đây là dàn lốp nguyên bản theo xe. Đây, đết lốp là tuần thứ 36 của năm 2014 á. Đấy, chiếc xe này thì em cũng làm nhiều các cái dòng B mạc rồi, nhưng mà một chiếc xe model 2015 nhưng mà chạy rất là ít, rất là ít luôn. Đây, màu đen. Màu đen của Merc thì luôn luôn nó đem lại cho chúng ta một cái cảm giác nó cực kỳ chiều sâu. Và đặc biệt là chiếc xe này thì lại được phủ ceramic nữa, cho nên là nó lại càng toát lên cái vẻ đẹp từ những cái gân nhỏ. Đấy, không thể tránh được một vài các cái vết xước nhỏ nha các bác nhá. Nhưng mà bên em cũng đã spa rồi. Sơn zin thì gần như còn 95% ạ. Đấy, chỉ có về thì bên em có spa rồi, có một vài các cái vết xước nhỏ ở đây thì nó không thể tránh được. Và bên em cũng có spa lại nhẹ lại rồi. Đấy, dàn lốp nguyên bản theo xe hết các bác nhá. Đấy, Bridgestone. Đây, dầu lốp vẫn còn nguyên ạ. Đây, dầu lốp vẫn còn nguyên hết, rất mới luôn. La răng thì 4 quả như một. Đấy, la răng còn nguyên hết ạ. Đấy, em sẽ cố gắng quay chi tiết nhất để cho quý vị anh chị dù ở xa hay gần thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái chất lượng, độ mới của chiếc xe này. Đấy, hiện tại thì chiếc xe em đang nổ máy nha các bác nhá, rất êm luôn. Đấy, động cơ 1.8 thế hệ động cơ của Merc, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đây, hệ thống giải đèn LED ban ngày. Đấy, rất ok luôn, đẹp quá. Cảm biến trước này, đấy, đầy đủ hết ạ. Đấy, về phần đầu xe thì lối thiết kế của Merc thì nó là điều quá là đặc cấp, ngôi sao ba cánh. Biển cũng rất là đẹp nhé các bác nhé. Đây, đây, các bác nhiều khi các bác hay hỏi bảo là có nên phủ ceramic hay không, thì em khuyên thật là nên. Đấy, nhưng mà quan trọng là chúng ta phủ như thế nào thôi. Đây, hiện tại là bên em đã phủ một cái gói ceramic gọi là ceramic pro, nó rơi vào tầm khoảng quãng độ 7 triệu đấy cho chiếc xe này. Đây, các bác có thể nhìn thấy cái bề mặt nó gần như là như gương luôn, rất bóng và mới. Đấy, đây là sơn zin nha các bác nhá. Sơn zin 95% xe luôn đấy ạ. Ok, em sẽ vào các cái phần bên trong nội thất. Đây, đây là phần nội thất bên trong ạ. Đây, ghế da nguyên bản theo xe này, la phông trần còn rất mới nha các bác nhá. Đây. Đấy. Ghế còn cực kỳ mới luôn. Nội thất thì là kem sáng màu. Rất đẹp luôn. Đây, phần tabi này. Đấy. Đối với một chiếc xe B và một chiếc xe Merc thì em rất quan tâm đến cái vấn đề là nội thất của chiếc xe. Bác chủ trước có đi có giữ gìn hay không thì cái phần nội thất này nó sẽ chứng minh được cho chúng ta hết. Đấy, ghế điện hai bên đầy đủ hết. Đấy, ok, phần nội thất thì em sẽ cố gắng là lướt qua một vòng đã, sau đó là chúng ta sẽ cùng xem chi tiết sau. Đây là phần thắng ghế thứ hai nhé các bác nhé, rất mới luôn đấy ạ. Đấy, thời tiết hôm nay Hà Nội thì cũng quá đẹp luôn, khô ráo mát mẻ. Đây, phần khoang cốp cũng rất là rộng ạ. Đấy, phần khoang cốp cũng rất rộng rãi, đồ trong này thì gần như là mới tinh luôn. Đấy, chiếc xe này thì gia chủ trước là mua tại xe mới tại Merc Hasako nhé các bác nhé, 46 lăng hạ. Xe thì full đầy đủ lịch sử bảo dưỡng định kỳ tại chính hãng luôn, từ lúc mới cho đến bây giờ luôn. Đây, hàng ghế thứ hai đây các bác. Đây, rất mới luôn. Đấy, mới từ từng chi tiết nhỏ luôn đấy ạ. Đấy. Đây, các cái phần ở phần khóa này. Đây. Rồi, các bác ở xa hay quan tâm keo chỉ đúng không ạ? Đây thì em sẽ keo
quay luôn cả phần keo chỉ cho các bác này. Đây keo chỉ cánh cửa nhá. Đấy, rất mới luôn. Rất mới luôn. Đây, rất mới các bác ạ. Đấy, ghế da gần như là mới tinh luôn. Đây là em quay trực tiếp bằng máy điện thoại cũng tương đối cùi thôi, nhưng mà nó còn rất là mới nha các bác nhá. Đấy. Đấy, các cái phần da của nó vẫn còn căng đét nha các bác nhá. Đây, nguyên zin hết ạ. Đó. Đây, phần phần táp bi này. Đây, keo chỉ. Keo chỉ cánh cửa. Keo chỉ cánh cửa bên đằng trước bên phụ nha các bác nhá. Nguyên zin hết ạ. Đấy, sơn zin còn rất nhiều. Đây, bậc lên xuống này. Còn rất mới luôn đấy ạ. Đây. Ok, em sẽ vào cái phần bên trong này để em quay chi tiết cho các quý vị và các bạn xem nhé. Đây là cửa gió ghế thứ hai này. Đấy. Cửa gió ghế thứ hai. Đây phần la phông trần này. Đấy. Ok. Đây ạ. Em quay phần vô lăng. Đây là vô lăng da nguyên bản theo xe nha các bác nhé. Đây, vô lăng da nguyên bản theo xe luôn. Đấy. Còn rất mới luôn ạ. Đây, em đang để đồng hồ là 30.000 mai. Thì nó tương đương nó rơi vào tầm khoảng quãng độ 49.000 km các bạn ạ. Đấy. 49.000 km nha các bác nhá. Đấy, 49.000 từ tháng 2 năm 2015 đến bây giờ là 2020 mà mới chạy được có 49.000 km thôi cũng đã là rất ít rồi. Một chiếc cũng có thể đánh giá được là một chiếc xe mẹt lướt. Tính ra mỗi năm chỉ chạy được tầm khoảng 7.000 cây à, 8.000 cây. Đấy. Các cái phần ốp lượn này của nó là màu đen bóng thì không thể tránh được các cái vấn đề là nó hơi xước răng một chút. Đấy, nhưng mà bên em cũng sẽ spa rồi cũng như phủ ceramic lại toàn bộ những cái phần đó cho tất cả quý vị và các bạn. Đấy. Đấy, rất mới. Đây phần ghế lái này các bác này. Đó. Mới luôn. Da thì căng đét luôn. Rất thích. Đấy. Hiếm khi em mua được một chiếc C200 nào mà nó lại mới như thế này. 2015 lại mới như thế này. Đây, các cái phần bên trong này là phần ốc bản lề cánh cửa này. Keo chỉ phần dọc bản lề này. Nguyên zin nhá các bác nhá. Đấy. Ở hàng ghế thứ hai này thì nó cũng có thêm cái phần rèm cơ. Cái này thì là phải kéo tay chứ không có điện. Điện thì nó chỉ có ở phần đằng sau thôi ạ. Đấy. Đây, ghế da nguyên bản theo xe này. Đấy. Đây, có đèn auto này. Đấy, đầy đủ ạ. Đèn auto, đèn tự động hết. Đấy. Ok. Đây vô lăng đây. Vô lăng còn rất mới luôn các bạn. Đấy. Đời này thì nó chưa có camera lùi, nhưng mà nó lại có cảm biến trước sau đầy đủ hết. Đấy. Có 3 chế độ lái này. Đây à đâu, em xin lỗi, có 5 chế độ lái nhé các bác nhá. Đấy. Eco, Comfort, Sport này, Sport cộng này. Đấy. Rất nhiều luôn. Hợp lý. Và điều quan trọng là gì, chiếc xe nó chỉ còn có giá rơi vào tầm khoảng quãng độ hơn 900 triệu một chút thôi. Cái đó mới là cái quan trọng các bạn. Ok, em sẽ quay luôn cả về phần khoang động cơ cho các bác xem luôn nhé. Mới quá. Đây này, các bác nhìn cái phần cabo này. Nó như là được tráng gương luôn ấy. Đấy. Rất mới vì chiếc xe được phủ ceramic. Thế này nhìn bên ngoài sẽ thích hơn rất nhiều đấy các bạn. Ok. Đây, đây là phần dưới nắp cabo. Ốc đây là phần ốc nắp cabo nha các bác nha. Đây nguyên bản theo xe này. Đó, em sẽ cố gắng bắt nét. Nhưng mà có vẻ là nó hơi bị tối một chút. Các bác xem thì cũng hết sức thông cảm giúp em. Đây. Đây là phần keo chỉ ạ. Đấy. Đây là phần keo chỉ. Đấy, phần keo chỉ. Từ những cái dấu vẩy ốc của cái phần khóa nó cũng còn nguyên ạ. Đấy, rồi là từ những cái phần đây keo chỉ ở phần trên này. Đấy. Vẫn là một câu nói rất thân thương, đẹp từ những cái đinh tán nhỏ. Đấy. Đây rồi là lớp nỉ ở phía dưới khoang động cơ nha các bác nhá. Đây, nguyên bản này, chưa sổ một tí nào. Đấy, phần đây là phần ốc nắp cabo ở phía dưới này. Đây. Ốc xương đầu xe. Đây, vẫn còn nguyên dấu niêm phong của nhà sản xuất nhá.
Đấy. Đây, ốc phần tai này. Đấy. Ốc ốc đen này. Đây, ốc đen này. Đấy. Tất cả các cái phần này đều là nguyên bản theo xe. Đây là ốc xương nhôm phần đầu xe. Đấy. Còn rất là mới luôn. Rất là mới. Em sẽ cố gắng quay một cách chi tiết nhất để cho quý vị anh chị dù ở xa thì mình có thể xem được. Đây, tất cả các cái phần này. À đây, các bác mẹc thì hay quan tâm đến cái phần cam đúng không ạ? Đấy. Ok, em sẽ quay luôn cả phần cam đặt dưới này này. Đây, ốc phần cam đây. Nguyên bản chưa ạ? Nguyên bản, vì thực ra là chiếc xe mà mới chạy có 49.000 km rồi thì thôi thì làm sao mà đã phải làm cam đúng không ạ? Đây, đây toàn bộ là phần ốc nắp, ốc phần dàn đầu ở trên này. Đấy. Nguyên đai nguyên kiện hết nha các bác nhá. Đây. Đây. Chiếc xe này thì bên em phần động cơ vẫn để nguyên, chưa có spa, làm gì cả, chỉ có phủi bụi đi thôi. Đấy. Đây, tất cả phần bên trong còn rất là mới luôn. Đây là chỉ có là bẩn theo thời gian thôi, chứ còn đầu của nó là nguyên zin hết đấy. Đây, phần nhôm này, tản nhiệt này, cách nhiệt này, em còn rất là mới. Đây, đây phần ốc chân máy. Đây, em sẽ cố gắng là zoom lại cho các bác. Đây, đây phần ốc chân máy đây. Đấy, đây phần ốc chân máy nha các bác nhá. Hơi xa một tí thì các bác thông cảm giúp em, bởi vì em máy của em nó hơi cùi nên em chỉ zoom được cái tầm này thôi. Đấy, ơi đấy, bác xem rõ chưa? Đấy, đây là ốc chân máy này, nguyên zin nha các bác nhá. Bởi vì các bác, có nhiều bác xem kênh YouTube của em, sau đó là ở trong miền Nam cũng hỏi bảo là phải quay cho tôi thật chi tiết về cái phần khoang động cơ thì tôi mới nắm được. Thì em cố gắng là quay cái phần đấy nó chi tiết nhất. Ok. À, vừa rồi thì em Đức Hoàng cũng giới thiệu cũng như là cung cấp đến cái thông tin chi tiết về chiếc Merc C200 sản xuất 2014, model 2015, đăng ký tháng 2 năm 2015, biển số Hà Nội, một chủ từ đầu. Chiếc xe chạy 49.000 km, tương đương khoảng 30.000 mai. Chiếc xe C200 này thì hiện tại đang được HHDC Auto bên em đang chào bán với mức giá rất hợp lý là chưa tới 945 triệu đồng. Hỗ trợ trả góp 70-80% giá trị xe cho khách hàng trong thời gian tối đa là 6-7 năm. Đấy. Tất cả các miền tổ quốc nhé các bác nhé, trên 64 tỉnh thành bên em đều hỗ trợ trả góp được hết. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì mời quý vị và các bạn có thể liên hệ với em theo số hotline ở phía dưới, đó là 097-209-9992. Em là Đức Hoàng, phụ trách chính tại showroom HHDC. Luôn luôn mong chờ những cái cuộc điện thoại để em có thể được tư vấn miễn phí cho tất cả quý vị và các bạn. Ngoài ra thì kính mong quý vị và các bạn có thể ấn nút theo dõi kênh YouTube của hhdc.vn, là kênh chính thức đang có mặt tại trên YouTube, để luôn luôn được cập nhật những cái sản phẩm mới cũng như là lướt và siêu lướt đang có mặt tại bên em. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị ở những chiếc xe sau ạ. Em xin chào.